Nè mọi người, giờ chốt đời nha mọi người. Đây giờ tài xế đang xỏ cái dây để cùng nè, rồi đi ba ra đi. Đấy. Cái đoạn hồi nãy mình quay đó, mình bị cắt rồi mọi người, cắt trúng rồi. Để xe đi ba đi rồi mình mọi người thì cho cái dốc cho mình nữa, quay xe lên dốc nha mọi người. Thì mọi người bữa nay là thời tiết cái gọn mưa mọi người, rất là dần dần học rồi, thì cũng ướt đường này mọi người. Đấy. Xem nha, xe nó đang nổ máy rồi, nên thì gỗ của mình là xịt sơn hết rồi. Mọi người cũng đã theo dõi xe đi rồi mình quay mọi người. Xe đi ba đi mọi người. Rồi. Mọi người thấy không? Giờ xe đang xuống dốc này. Đấy, xe đang xuống dốc này. Bây giờ là xe bắt đầu nó ngược lên, nó dốc mọi người. Đây. Đấy. Có con mất ngày đang côn này mọi người đây. Giờ là xuống dốc là mọi người đây. Để qua cho mọi người xem nha. Đây. Đây mọi người, giờ mình qua cho mọi người xem. Đây là cái gỗ mà máy nó cắt này. Mọi người thấy không? Có răng cưa này. Thấy không? Có răng. Thấy không, nó cắt nó không có gọn gàng bằng mình lao động thủ công. Đây, của nó cắt đây. Đấy. Mọi người thấy không? Nó cắt rất dưa. Để mình lên mình quay.